đi giao dừa đấy các bạn. Cái này dưới này giao hết. Là cái 2000 đô thì cái lại Việt Nam nữa. Mày ra mua đi đó này. Cái thằng này hải vay cho cô á. Rồi. Cảm ơn. Để hát thiếu hát chúng ta một đi con. Cái thầy nó à. Mắt chứ nhờ. Thầy là mắt chìa nó à. Đúng chứ nhờ. Khi ông đi qua ông cũng chẳng ăn này còn thầm khuất dưới rồi. Đi về thành phố Nam Điệp để đặt hàng. Hai nhá, đi xử đi. Đi thẳng nhập quán. Đây là bên này ở Việt Nam đây là đang ôi thất nghiệp ở nước ngoài mình là Việt Nam cũng khủng hơn tay nắm nó hết thiên này. Việt Nam đi kêu Việt Nam đi kêu phải nó mới biết đấy. Khuế đó, ốc thật. Ôi ra khuế này ùn này. Chưa vàng à. Đó. Là ốc lên mần đá đang không khổ. Ốc gần trên này đốt quân này. Đang đi lăn đi rửa nó. Này vần, nhưng vần đồng nhiều mà. Đi rào rửa nó. Chơi nhanh lên chụp anh hơ.
cái cánh của đông na này thì là cuối gì. Anh thấy gì đó, cái chết đó một chút kiểu một kiểu nó bổ bán. Qua là lá, chứa cái này, chết này. Chết lo mẻ lại, anh nhân, nhân đó nè. Thả tiên nó là thứ. Dưới này nè, thế bà khuya thấy cọt đấy chứ? Ừ, cọt nữa. Cái cọt à? Cái đá mưa đá à? Đấy bà khuya đấy không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mới ăn lai đó. Hãy subscribe cho kênh Mountainous để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.